that young rapping dude. Might just trap with you. Coming with the thunder, baby. Might just clap your crew. I roll out in the morning light. Whip that Harley. Thôi nha. Chơi. Ôi trời ơi, hai người luôn. Để chỗ nào vậy? Chỗ cái cống ấy, sao ở trong phòng điện luôn? Đang tôi với ông Trắng à? Hay ai đang ở sửa cái Tôi. Ừ. Tôi đang sửa đây. Ừ. Tôi với cả hai người nữa đang đứng loay hoay sửa cơ. Ừ, sao không sửa được nhỉ? Không, chắc là kiểu bấm nhiều quá nó cứ lên xuống xuống. Sửa hai lần luôn á mà không được. Ôi, với lại ai đang ở phòng admin đây này? Tao nhớ phòng admin có 4 người. Được, xong rồi tôi báo ấy. Chiến không phải tao, Choppy, Thiện 4 người. Mà sao Vàng không sửa điện lại chui vào mấy làm lý? Thì tao 4 người sửa đấy rồi thì sửa làm gì nữa, thì tôi làm nhiệm vụ của tôi mà. Tại vì cái kia là một người sửa thôi, tại vì ba người sửa nó ấn nó loạn lên thì người tắt người bật đi. Vậy bảo sao tôi bấm liên tục nó cứ lên lên rồi sụp xuống. Tôi có một info về cái Alex á, là khi mà dùng admin á, điện cúp á, nó cúp tới tầm 5 giây mà có một người trong điện không hề sửa điện. Ai? Tôi chỉ nói thôi, tôi không biết ai hết. Gì vậy? Mày vốn thế? Ông cứ tỏ ra nguy hiểm vãi heo. Ông nguy hiểm vãi liền mẹ, ông đừng tưởng giọng ông trầm là giọng đáng tin nhá. Nhưng mà cả hai xác ở trong phòng điện à? Một xác mùa lâu ở trong phòng điện. Chú Hình cống luôn. Trời ơi, cái tôi biết mẹ chết mất xác rồi nha tôi ơi. Thì mẹ tí về thì mẹ báo hận cái thằng giết nhá. Giờ sao vote ai giờ? Không có thông tin thì thôi tôi skip nha. Sống được 5 giây. Chó này khát máu nhá. Ừ, cho tôi nói một cái là vừa nãy ông Quang spin ông ấy làm nhiệm vụ thì mẹ tôi thấy ông ấy đứng lâu vãi nổi thì đeo thế lên phải sao vậy mẹ tôi thấy tôi sợ quá tôi thẹn mẹ qua phải admin luôn á mọi người. Okay, tôi chỉ muốn nói thế thôi thì mẹ để ý tôi uống nước mà tay cầm chuột cầm cốc nước uống thôi cái gì mà thôi vui vẻ lâu vãi lồn kinh mẹ nè tôi sờ lá nằm mầm giống đất nước nè. Thank you.
Ngay chỗ số 2 ở phòng admin. Tôi đang từ meeting lên chỗ phòng phòng trên. Oxy trên đấy. Tôi là ai? Hồng. Từ từ cho tôi hỏi màu xanh nhạt nhé, màu nhan nhan thế. Ông ở đâu? Tôi đang coi camera. Vừa nãy nhá, có phải là tôi này với lại là mấy người nữa, có phải là đứng đứng đợi đứng từ phòng điện đi ra chắc thì có phải là ông đổ xăng đúng không? Nhưng mà Đúng ông đổ rồi. không hề lên, ông đổ không hề lên, tôi thì không hề lên. Đấy, bây giờ tôi lấy xăng ra ngoài phải qua chia đỏ mới lên chứ. Ui, còn có 5 người thôi á. Ui, chết nhanh thế. Sao Giờ mới để ý. Thì nãy cô thấy ông Quang cũng chạy từ phòng điện ra sao? Thì bây giờ Đi ông từ góc hai ông bên trái sang vào chứ không đây, phải thì bây là giờ từ dưới hai lên. ông ở trong đấy thôi. Ai ai ông xanh nhạt nhá, không được ông ai nghĩ cả đột sáng không hề lên vài đây như nào đây, bây giờ vote sai là thua nhạt đấy, là để không sao đúng không? Đúng rồi, tôi không kèm mà. Thì ông soi được ai ở trong đi ra đi vào phòng ăn nãy giờ 2 lần không có thông tin rồi. hình như nãy có thấy ông màu vàng, ông đi ra đi lên mà ngay chỗ cái góc cam mà bên bên trên mà bên phải á, tôi không nhớ Tôi đi khúc sửa đó ô đi 2 chỗ ở bên đấy nào. mà. Tôi đi Đó sửa tôi ô không 2 nhớ ở cái chỗ góc, phòng. tôi không nhớ cái góc cam đó bên nào. Không mà tôi thấy ông màu vàng Tôi là thấy phía bên ông màu vàng, ông nãy giờ ông đi đâu đâu ấy thề. thì bây giờ tôi không sửa, tôi sửa cái phòng ô 2 ở dưới cái phòng bắn đá ấy. Một mình tôi sửa ở bên đấy, làm gì có ai sửa đâu. Còn tôi thì chạy vào cái phòng Nay bên rồi cái này. phòng O2 đã làm đéo gì sửa đâu, thì tôi với ông Hồng đang chạy lại. Thì đấy, Vote ai ai Hoàng, ông bảo là ông sửa phòng ấy mà rõ ràng chưa hề sửa. Còn mấy có giây hai nhá, phòng tôi với còn mà, Hồng. có hai phòng mà, làm sao vậy? Chắc em đi ra Cái đấy hay phòng sao ấy. admin sửa rồi, còn Nhưng mà cái đi phòng rồi, O2 chưa sửa. thì tôi phòng chạy lại phòng admin chưa kia, sửa, phòng admin chưa sửa, phòng admin chưa sửa, tôi phòng kia tôi sửa phòng rồi. admin chưa sửa. Này làm chết rồi, ghê lắm kìa. Tôi thấy cái tôi nhớ ông một tí đi ra mà thấy tôi diễn hay không? Để ra mâm riêng A mà hi nhớ hi, tôi.